giống như cô Ban vậy, chịu lắng nghe lời ta nói. Những ai đến gần ta sẽ an toàn theo ta ra khỏi biển lửa này. Con có thể bỏ hết bạo lực, vậy ta sẽ làm người dẫn đường cho con. Ta sẽ bảo vệ con, bảo vệ con ra khỏi sự thù ghét của mọi người. Nhưng con đường thì con phải tự mình bước đi. Yeah.